vị đang theo dõi phần 2 của bản tin Địa Ốc và ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Sanctuary là dự án bất động sản tiên phong ở Hồ Tràm Strip nằm giữa thành phố Vũng Tàu và Phan Thiết. Đây được đánh giá là bãi biển xanh sạch đang được nhiều du khách yêu thích. Sau thành công của phiên mở bán đầu tiên, phiên mở bán thứ hai với 44 căn biệt thự sẽ được chủ đầu tư Sapphire tiếp tục giới thiệu và mở bán đến khách hàng. Trong giai đoạn 2 này, Sapphire sẽ mở bán 44 căn biệt thự, nhiều hơn giai đoạn đầu 16 căn. Mỗi căn biệt thự đều có phòng khách rộng lớn, nhà bếp đầy đủ tiện nghi, phòng giải trí và 3 phòng ngủ đôi, ban công thoáng đãng. Diện tích mỗi căn biệt thự rộng hơn 420m², có vườn cảnh rộng lớn và hồ bơi riêng. Tại đây có một nhà hàng ngoài trời, sảnh tiếp tân và văn phòng quản lý. So với giai đoạn 1 thì giá biệt thự trong giai đoạn 2 thấp hơn khá nhiều mặc dù chất lượng không thay đổi. Đây chính là mục tiêu mà Sapphire hướng đến nhằm tạo mọi điều kiện phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng. Trong giai đoạn 2, villa được xây dựng với diện tích nhỏ hơn giai đoạn 1 để phù hợp hơn với túi tiền của khách hàng. Mặc dù vậy, không gian ở đây được thiết kế rộng rãi và đầy đủ tiện nghi với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, phòng giải trí và tất cả những tiện ích bên trong. Giá đầu tư sẽ giảm đi một nửa, dao động từ 7 đến 8 tỷ đồng. Cũng theo ông David Larkin, Sanctuary Hồ Tràm giai đoạn 2 sẽ được triển khai xây dựng vào tháng 3 năm 2016, dự kiến hoàn thành và đi vào sử dụng vào tháng 3 năm 2017. Để tri ân khách hàng và thực hiện tối đa hệ thống dịch vụ, Sapphire sẽ thực hiện chương trình giảm giá 50% thẻ hội viên sân golf The Clubs. Đây là sân golf vừa giành được giải sân golf mới tốt nhất trên thế giới. Bên cạnh đó còn có nhiều chương trình nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong thời gian tới. Và ngay sau đây xin mời quý vị đến với chuyên mục căn nhà ước mơ với MC Minh Vi. Chị Minh Vi sẽ cho chúng ta thấy một trong những dự án bất động sản đáng chú ý nhất tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh hiện nay với nhiều tiện ích lợi thế về cảnh quan thiên nhiên. Mời quý vị theo dõi. Minh Vi chào mừng quý vị đang đến với chương trình căn nhà ước mơ. Thưa quý vị, trong chương trình này thì chúng ta sẽ cùng khám phá những dự án bất động sản mới tại thành phố Hồ Chí Minh và cùng cập nhật những thông tin, những nét nổi bật của những dự án đáng quan tâm. Và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ những kiến thức thật là hữu ích cho những ai mong muốn sở hữu một căn biệt thự cao cấp ngay giữa lòng thành phố. Xin mời quý vị hãy cùng với Minh Vi khám phá dự án bất động sản mang tên Cityland Riverside. Tọa lạc ngay tại số 99 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án Cityland Riverside sở hữu một cảnh quan cuốn hút với dòng cả cấm vắt ngang, tạo nên khu biệt thự mặt sông đầy thơ mộng. Hạ tầng giao thông khu vực quận 7 đang rất phát triển, có xu hướng mở rộng trong tương lai. Kết nối trung tâm và khu vực lân cận nhanh chóng, Nhà Bè, quận 4, quận 1, quận 2. Từ đường Nguyễn Thị Thập đi vào dự án, dọc theo tuyến đường D1 rộng 24m, dãy nhà phố thương mại sẽ tạo nên một khu mua sắm nhộn nhịp sôi động. Thưa quý vị, để cập nhật thêm nhiều thông tin cụ thể về dự án bất động sản mang tên Cityland Riverside, ngay bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trao đổi trực tiếp với ông Võ Hữu Khoa, là Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Địa ốc thành phố Cityland. Thưa ông, so với những dự án cùng phân khúc trong khu vực, thì dự án Cityland Riverside có những điểm nổi bật gì? Những điểm đặc biệt ở dự án Riverside của chúng tôi đó là một cái không gian xanh. Ở đây tỷ lệ xây dựng của chúng tôi là dưới 30% và chúng tôi dành khoảng 20% cho tiện ích cây xanh. Điểm đặc biệt thứ hai nữa đó là chúng tôi tận dụng được cái lợi thế gần khu Phú Mỹ Hưng. Cách 1 đến 2 km thì chúng tôi đã tiếp cận được Phú Mỹ Hưng và các cái tiện ích của Phú Mỹ Hưng, ví dụ như trường học hay là trung tâm tài chính, rồi các cái trung tâm thương mại. Điểm thứ ba nữa là chúng tôi có một cái điểm rất là lợi thế, đó là gần bờ sông, thì đó cũng là lý do vì sao nó có cái tên là Riverside. Và chúng ta cũng biết rằng là gần bờ sông đó là cái lọc cho những người thành đạt, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và người làm ăn kinh doanh. Điểm đặc biệt nữa đó là cái kiến trúc, thì chúng tôi đã lựa chọn cái kiến trúc là tân cổ điển theo cái kiến trúc của châu Âu. Thì đây là một trong những cái kiến trúc mà đã trường tồn theo thời gian trên thế giới cũng như ở tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp thì không biết là các khách hàng đã đón nhận dự án đất nền này ra sao ạ? Đối với người Việt Nam á, thì họ luôn luôn là mong muốn không chỉ là một cái chỗ để ở mà đó là một cái tài sản gắn liền với quan niệm chung. Chính vậy cho nên cái dự án này đã đáp ứng được cái yêu cầu đó đối với các cái người tiêu dùng ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì tôi vẫn băn khoăn không biết là cái giá cả nó có phải là cái trở ngại trong cái việc thanh khoản của dự án hay không ạ? Chúng ta cũng biết rằng là các cái dự án đất nền mà nhà phố biệt thự
thì tổng giá trị luôn luôn là một cái bài toán mà các khách hàng người ta rất cân nhắc. Tuy nhiên là để cho hỗ trợ thanh toán cho khách hàng thì công ty cũng đưa ra cái phương thức thanh toán khá là linh hoạt. Đó là chúng tôi có tới 7 đợt thanh toán và kéo dài trong vòng 1 năm. Như vậy là sẽ có thời gian để giúp cho khách hàng là chuẩn bị nguồn tài chính để tham gia với cái dự án của Cityland chúng tôi. Chỉ 5 phút đến Phú Mỹ Hưng từ cầu Đa Khoa và Nguyễn Văn Linh, mất 8 phút đến quận 4 từ Nguyễn Tất Thành và cầu Tân Thuận 2, chưa đầy 8 phút đến quận 2 bằng cầu Phú Mỹ, đặc biệt chỉ mất 12 phút đến chợ Bến Thành, trung tâm hành chính quận nhất. Với cơ sở hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, những căn biệt thự, nhà phố được thiết kế xây dựng một cách khoa học, thấm nhuần phong thủy phương Đông nhưng vẫn đưa vào những tuyệt tác của châu Âu, tạo nên nét chấm phá rất riêng. Khu biệt thự biệt lập, tách biệt với khu nhà phố và các khu tiện ích trường học, thương mại. Kiến trúc nhà châu Âu tân cổ điển sang trọng, xa hoa. Anh mua để anh ở. Lý do là thứ nhất là cũng gần trung tâm quận 7. Ở đây có nhiều cái trường học quốc tế. Thứ hai là vào đây thì thấy không gian mát mẻ. Gần sông như cái khu có một khuôn viên biệt lập. Bảo đảm an ninh. Nhắc đến Cityland Riverside là nhắc đến sự đẳng cấp và môi trường sống trong lành. Cityland Riverside sẽ giúp cho bạn và gia đình của bạn khám phá được những điều mới lạ và tận hưởng một cuộc sống bình yên trong một môi trường xanh mát. Hãy để chúng tôi thực hiện ước mơ của bạn. Vừa rồi là phần 2 của bản tin Địa Ốc. Ngay sau đây xin mời quý vị đến với phần 3 của chương trình với những nội dung chính như sau. Tòa tháp Promenade đẳng cấp sống sang trọng giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Pháp khánh thành nhà máy điện mặt trời lớn nhất châu Âu.